100% mà. Tôi là xây ông xây hỏi tôi biết nè. Ngày tôi ở đó là trời dâm bão thì kẹt 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 kẹt. Điện thầy qua Nam Giang, Nam Giang thì Nam Giang nhà gạch nhà vôi mà kiếm cái lá ngồi không ra, lúc chết bỏ nhà bỏ cửa đó. Mày lo. Rồi từ 20 mấy năm nay rồi quay về núi cấm rồi đó. Thì đời sắp tới. Dạ cô hai, khi xưa đức thầy mình dẫn tín đồ lên đây đó cô hai, có phải như vậy không cô hai? Thì thúc lúc đó thầy giảng kể chị Minh thầy tôi phải không rành với tôi biết chút chút thôi. Dạ cô hai thật tôi đi ạ. Dẫn lên non đó thì thầy tớ non tiên thất cảnh thiên nhân nhả một bài, mấy ca thầy mới giảng cái bài non tét. Dạ nhưng mà cô không có rành. Cô biết mà như giờ này cô không được. Em đang ở cửa chú ta. Không lộ được hay không? Không lộ được. Dạ cô hai khi xưa là cô hai nói là cô hai là chủ đất ở đây ha. Chủ đất ở trên mỏ ông két 15 năm. Là nguyên cái khu mỏ ông két là của cô hai. Dạ dạ dạ. Mới ký cho khu du lịch này chừng tháng mấy nay, 2 tháng nay à. Vì sao? Bán thì 15 năm nhưng mà ở đây người ta có lòng tin tưởng với tôi đó thì mới ký. Chị ơi, chị ngồi vào chợ đi, tôi nói chút đó. Dạ, rồi cô mới để sự có sự tích cô mới chở về nhà chủ, ta mới lo cho cô chỗ nơi ở. Để làm tự ở đây. Để làm tự ở đây. Thì các huynh đệ gần xa chở về đây giếng đó. Thì tưởng niệm tới đức thầy, đức bình giáo chủ thì tôi cũng rất là cảm ơn, cảm tạ nhớ chủ tịch thầy. Thì cô hai trước khi lúc đó cô hai là núi mình nó quay sơ rồi nó có cọp beo cái nhíp tai tượng kia rồi cô hai. Thì người ta thả gà con lớn lớn ăn lúa hai cái giò ra nè. Còn ngủ, chăn á, chăn con đủ gì nè, chăn á. Chăn nang á. Chăn nang một cái. Dạ, rồi chỗ cái hà điện kính ở chỗ đó là tôi đi giếng là con cá này lớn rồi đút cái đầu vô cái ly hương. Là tôi chì chú rồi đệ tử sau lưng nó rung hết. Muốn chạy hết rồi tôi đừng chạy bay ơi, đừng chạy. Ông về nói đừng chạy con, kêu thần chứng cho mình rồi. Chứ gặp như vậy là có một cái là khỏi khỏi đi chạy đâu kịp hết. Đó, nhưng là kêu thần chứng tôi nó này cho nên chín năm mấy tôi mới trở về đây lại. Là chính cô hai là thấy tận mắt là tận mắt luôn. Mấy đứa tận biên bây giờ kêu nó hỏi nó kể cho nghe. Tôi dẫn ra tận biên đây nè. Ngoài luôn. Trời ơi ông gắn mà. Cái bự cỡ nào của hai cục có ba lớn vậy nè, mà cái đầu cùng ra ba lớn nhìn đút cái đầu vô cái ly hương vậy nè, mình cầm vừa cầm nhang rồi thì trong hang yên lú cái đầu ra nữa, cái mình cút trong bãi dây nè. Đó là tại trên hang kính trở đó. Mô Di Đà Phật, tôi nói huynh đệ ơi, biết mình đủ công đức chưa, đừng có chung hang, nói sao sao không dám nói rõ đó, đừng có chung hang. Rồi lúc mà tôi ở ngay chân mỏ ông két này, con tôi tu Cà Mau á, thầy Đại Đức Thích Minh Thân tự là Lê Minh Hoàng đó, tu chủ chùa của Mỹ Cổ, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau về thăm tôi. Rồi mới tôi đi chợ mua đồ và nấu cơm ăn. Cái tôi vừa lên dốc cái chạy xuống cái bà lỗ ơi bà lỗ, con rắn gì quá trời bự rồi. Đút đầu vô ly hương ngay chân chỗ mà hang ông hang ông két kìa, chỗ ông két kìa. Thì tôi lên đó thì người ta đi rồi. Mới mua bún, mua cá đồ nướng. Chứ phải tôi còn đó tôi chụp hình rồi. Đấy, đen thui. Cổ này mà đem da gì nè. Mà không có không cắn phai, không cắn phai hết, chỉ là cắn ly hương vậy thôi. Dạ, nó mới cắn ly hương mà đút cái đầu lên. Đút đầu lên. Thò cái đầu lên nhìn mình vậy đó hen. Là ông này là ông mung nha. Đang mung luôn. Mung, còn người bên chỗ nó thì không có mung. Người ta hay trắng trắng gần gần. Vậy là hai con. Hai con. Chứ không phải giờ Mô Di Đà Phật tôi nói đây chứ thằng núi tôi không dám nói dốc nữa nha. Chiều khỉ xuống đây kiếm ăn rồi tôi gãi cơm cái đồ ăn cho nó ăn đó. Dạ. Dạ, xuống vậy đó, chiều xuống tới đây đó, nó leo tới dốc nhà xuống tới chỗ này luôn nè. Theo cô như là hai ông già này tu ở đây hả cô? Hai ông già này tu. Hai ông già tu ở đây đó. Ngày xưa là tôi ở mua mấy đất bảy công ở bên An Dơi. Thì người ta thả gà đó. Bụ gì nè, ăn là lú hay giò ra. Lú hay giò ra tôi giái thôi, cái duyên kiếp gì các ngày hạt cho nó đi ăn thì nuốt cho hết đi. Để tội nghiệp ở đau khổ. Rồi bắt đầu bỏ lên núi mất tiêu luôn. Lúc đó người ta thả gà cũng cỡ 15 18 năm trước á. Không xanh gà cho đâu, chắc chắn ăn. Khi xưa là mỏ cát này linh thiêng có nhiều cái điều mà ngầu nhiệm quá hay cô. Dạ. Năm người tự dẫn ở trên đó rồi đó. Dạ, sao không thật rồi cô, con cháu được biết cô? Không biết sao. Cô lúc mận gãy bảy công mới dây bển hang dơi em. Ông già ông gãy túi dài mà khoảng 6 ngoài tuổi, ốm ốm như cái ông nãy ngồi đây á. Mà bận đồ xám xám, xám bộ đồ tôi. Đi xuống đấy uống cà phê vòng vòng ai cũng biết hết trơn á. Đi lên lên đường bển đi ngang tôi
hai ba thầy trò tôi ngồi trên bàn đá ngồi nói chuyện, ông này kiếm chết nè, thấy cây nhiều héo hoa tàn bốn rũ rồi đó tụi bay ơi. Cái đi lên sao ổng ngủ như này, tới phía là ngày mai lại nói ổng chết rồi. Mấy người bắt cắt kè gặp treo cổ ngay chân sân tiên, cái đem lên sân tiên khoét có lỗ nè, mà lấy đá cục bự bự lắp cát lắp lên rồi cái đá bự bự dần lên, bây giờ bà Năm làm bằng hết rồi. Vậy là lắp lợ là không có cho bà con ta biết hay không? Không, để bằng cho anh vợ sân tiên là lên nó cái mã ông trên đó đó. Vậy là 5 người luôn. Lúc đó còn có một ông thôi, còn 5 người để dưới này người ta lấy xác đi hết. Thì đó, 5 người. Dạ. Thì cô Hai thường thường mình ngủ đây ban đêm á, cô Hai có nghe những cái việc gì nó tâm linh, nó quyền diệu không cô Hai? Ở đây là có hai vị chiến sĩ linh nhất hạng. Đó, linh nhất hạng. Tôi ở núi này nè, trên mỏ ông két lúc đó tôi xin đứa nít nuôi. Cái bữa đó hết gạo thiệt chút, mà hết tiền nữa, hết gạo hết tiền nữa. Ngày mai đệ tử hứa ngày mai mới cho gạo cho tiền vào. Thế tối nay tôi cầu nguyện thì tôi ngủ 12 giờ đêm, hai người bộ đội đổ nó sụp xuống như nè, nên bà hết tiền bà hết gạo rồi phải không, nói vậy đó, bà hết tiền hết gạo phải không. Cho nên tôi giờ chiều mỗi chiều là tôi đốt nhang tôi cúng anh hùng liệt sĩ ở đây, linh lắm. Mô Di Đà Phật đó. Rồi cô Hai nhất là cái mẫu chuyện về mỏ cát cái đăng nó xây thì cô Hai thấy thế nào, ban đêm cô Hai ngủ đây có nghe tiếng không xây? Có xây ra như vậy nè, trời giông bão lụt đồ đó thì mới quay chứ không có bằng thường gì không có quay đâu. Trời chuyển tối trời tối đất bão giông rồi đó mới quay, thiên cơ bắt khả lộng mà. Đó mình để ý mới thấy, ngày xưa thì quay qua điện tài qua Nam Giang. Dạ, vậy là quay qua cái hướng này đó. Điện thầy qua Nam Giang, Nam Giang thì Nam Giang nhà gạch nhà vôi mà kiếm cho lá ngồi không ra, lúc chết bỏ nhà bỏ cửa đó. Mày lo, rồi từng hai chục hai mấy năm nay đã quay về núi Cấm rồi đó. Thì đời sắp tới đó. Dạ, đó, vậy là quay vô núi Cấm là giờ, bây giờ quay giờ, vô cái vô đầu ha. Hiện giờ là quay qua ngay chân cái được cái không phải vô đầu đâu. Quay ngay chân cái sân bay ngày xưa mà chỗ đền Vua Cha Long á. Nhắm coi, mấy người này nhắm coi cái... biết đình Vua Gia Lâm không? Biết biết không? Dạ. Thì mới định ngay chân qua bên đó luôn, không có xe. Tôi ở núi Cấm 7 năm, ở trong hang không á. Rồi ở núi từ xưa 3 năm, qua nay 15 năm. Dạ, vậy là cô Hai dành cả thanh xuân mình là trong hang, trong núi, trong miền núi không nghe? Dạ, 38 tuổi lên rồi đó, chồng con bỏ, đẻ con không cho bú, mẹ tôi sợ chết cho đứa giờ nó không nhìn. Thấy tuổi ghê luôn mà, như vậy mà phải kệ mình suy nghĩ Phật Tây Tây An đó, ổng còn giả gái giả trai giả già giả trẻ bán mắm bán cao bán chầu nữa mà, thì người ta khi dễ biết bao nhiêu. Bây giờ tôi cũng liều tâm, tôi không nghĩ gì hết mà ở đây thì công quả nói ngay đi, người ta cho cái nhà này ở, điện nước bao, cơm nước ăn tự túc mình lo, nhang khói thì khi hết mình có tiền mình mua, em có thì huynh đệ cũng hộ vậy đó. Dạ, thì cô Hai lúc trước mình chủ cái lô này mình bán được cái số tiền là bao nhiêu cô? Chủ ba cái mấy trên đó. Không, tôi không có bán. Nói đầu đuôi cho nghe, tại vì tháng 8 giông bão sập cốc rồi. Rồi tôi xuống tôi trình công an, mẹ con nằm ngoài mưa, con tôi lên thăm chơi đó mà mắc mưa hết đêm. Sáng tụi con tôi về, tôi đi xuống công an tôi trình. Công an nói thôi sắp làm cô là trừ bà kiếm chỗ khác ở đi, không có được ở đó đâu. Mà mình nhập hộ khẩu ở đây rồi đó mà không cho. Cái không cho cất lợi, bà Năm nói thôi giờ khoảng một tuần mấy tôi đi ở đậu dưới kia kìa, trần trại nhà bạn á, như chú mua cái nền chú bỏ không đó, tôi cất cái chòi tôi ở đậu. Cái công an không cho cất, bà Năm mới kiếm tôi hỏi thôi giờ cô á công cực khổ núi non là quá, bây giờ cô để tôi đi, cái tôi để Năm tính để nhiêu. Tôi thì không có mua thần bán thánh, mô di đà Phật, tôi tu ở đây tôi không mua thần bán thánh, tôi không biết. Thời Năm nói 25 triệu thì 25, nhưng mà bà cho tôi được 23 triệu còn 2 triệu thì mới cho trong 3 tháng này. Mới cho 3 tháng này. Dạ, vậy là cô Hai là người đích thực là ở trên núi Cấm này. Chủ lô đất này thì là mỏ két là nó chắc ăn là nó đã xây 100% rồi luôn ha. 100% mà. Tôi là xây ông xây rồi, tôi biết nè. Ngày tôi ở đó là trời giông bão thì kẹt như vậy. Vậy sao? Dạ. Trời giông bão tháng 8 á, không phải là quay các gì hay. Cũng như mà quay như cái cối mình xây từ từ á, nghe vậy đó. Trong vòng một đêm á cô? Thì bão giông á mới nghe. Bão giông mà mình nghe vậy đó. À vậy là cứ mưa là nó xây, mưa là nó xây. À mưa bão giông ị ầm mới xây. Mới vậy đó, mình nghe vậy đó ở gần. Bởi vì cái người công tác ở đây thì cái am tôi lấy cái dách như vậy, tôi cắt cái máy thiết như vậy. Rồi bên đây máy trước,
đường này lên thì máy trước, còn cái máy xuống gì thì mở sao. Giờ nó xây là để ấy cái máy vậy luôn. Không, tôi cắt cái am cái cốc vậy đó. Thì trên trên ông xây để dưới này mình nghe. À, vậy là xây nghe cái tiếng thiết nó khô luôn ha. Không phải tiếng thiết ở trên đá nó quay nó kì cái đó. Rồi tới bây giờ là quay chính rồi đó. Quay chính hướng luôn ha. Vì cô hai cái mỏm cát nó quay như vậy là có thể báo một cái điểm gì cho nó chúng sanh mà thức tỉnh lên tu này gấp mới kịp không cô hai? Thì bởi vậy trời định mà tạo quá ăn bày khỏi đắp xây mà thiên nhiên ngọc hoàng thượng đế đã định rồi thì bây giờ sẽ đánh chúng. Năm nay tôi thấy mắt cô ra cô nít thì ta chết nhóc nhưng mà đi núi nhiều gì là cũng thức tỉnh dữ rồi đó. Ngày xưa ông Phật nói Phật nói ưu tiên trời trời Phật chẳng dùng tiền tìm kiếm con lành giải nhập viên là câu thứ nhất. Câu thứ hai thì cảnh hồng trần dập dồn bóng đuối thầy dắt con về núi ẩn tu làm tròn bổn phận sĩ nhu thì con mới chọn chữ tu của thầy. Nay lên núi ngồi ngay bằng tập tỏ thiên cơ thầy dạch con đường nhung nhàng khắp cả bốn phương ngồi đây phải chịu vô vương đảo quyền, thấy không, lúc nào đó khổ đó. Thì bây giờ mấy câu này là có chí lý. Thì bao giờ ông két này là đối nói đây là miền bảy núi thất sơn màu nhiệm chứ có ông két là màu nhiệm nhất. Dạ dạ, có hai gần đây cũng có cái thông tin là xuất hiện thêm một mỏ két ẩn ở nằm bên kia sau lưng núi két mình đó cô. Dạ. Cũng là bị sét đánh nó rớt xuống gì đó cô, có hai có nghĩ như thế nào không? Cái đó coi cũng như là bên đây là ngọc hoàng trứng bên kia ngọc hoàng chứ cái trứng. Cái đó cũng như là thiên nhiên vậy thôi. Thiên nhiên mà cục đá nổi như vậy người ta đặt ra thôi. Dạ, nó không có linh thiêng bằng như thế mà sơn mình hen. Dạ, không có bằng bên đây. Dạ. Dạ. Mà bên đây tạo bên bển cũng hình thức vậy thôi. Chứ có không bằng bên đây. Bên đây là chánh. Bên đây là ông két quay ra làm gì. Vừa bà két ở sau lưng này mà ở bên đây mấy chú có để ý không? Tại mà năm bắt cái cốc đó nhờ Phúc rồi. Phúc rồi. Dạ, ngày xưa tôi ở là leo tôi giái chư thần chứ vậy là cho đệ tử leo chánh nghiên cứu được đó. Mà bây giờ leo không có được. Dạ, bây giờ chị Thành không cho leo nữa. Không cho leo đâu. Leo chỉnh là biết hết trơn. Giờ thấy rõ ràng luôn. Dạ, thấy như mùng một luôn ha. Dạ. Bởi vì đá chất chồng mà mỏ ông thì quay như vậy, gục xuống như vậy. Có cái ổ yến ở ngay chỗ đó nữa. Ồ, cô hai biết ổ yến luôn. Dạ, biết ổ yến mà tôi ở đâu mời mà. Tôi nuôi nhỏ này hồi lúc mà có 8 tháng mà tới mười mấy tuổi, 17, 18 tuổi luôn mà. Ừ. Dạ. Rồi tôi hứa gả cho đệ tử rồi bắt đầu nó mới đám nói rồi nó là vụ nó dẫn đi luôn khỏi đám cưới luôn á. Cô hai quá. Dạ, dạ cô ở mẹ ơn. Dạ cô hai, vậy thì theo cô nghĩ là cọp beo gắn rít này kia hiện giờ nó đang ẩn tu trong núi rồi đợi thực hiện nó rồi. Ra. Tu hết rồi. Tu hết rồi, không có sao hết. Bây giờ mình không có sợ gắn rít nữa. Có thằng nó bên nó đi xôi đi về bên kia, nó đi dài á. Đi dài á, cái nó bị gắn cắn giờ tốn 100 triệu thành phố rồi. Chưa hết nữa. Chưa khỏe nữa. Chưa đó. Thấy không? Bởi vì cô nói cô tu sự thật chứ tầng chứng là cô mới được trở đây lần nãy 9 năm mấy cô trở về đây nữa đó. Thì cô ba đêm phải trở về hang mổ đúng không kia? Là cô về năm ngoái cô chị bệnh tạo bỏ trên thành phố trên quận 8 thành phố chứ không có ở đây. Đi ở núi rồi đi thuốc chẩn ta rước mắng chị bệnh đó năm tháng. Cái sự việc mà chị Thành kêu cô về đây là nằm mộng đấy hay là sao cô? Ngủ nằm mộng kêu. Kêu sao cô? Kêu đấy con phải về núi không kép. Ừ. Dạ. Núi không kép rồi tôi nói thôi. Núi không kép thì bây giờ mình bán rồi mình đi ra đây. Khi mình làm chủ, khi mình làm tớ thấy tuổi qua đi. Tính không có ở, tính đi Phú Quốc qua kinh qua bên mà cái đền của cái ghe của ông Nguyễn Trực á. Bên cửa cảng á. Rồi lên thăm ông Năm bà Năm. Cái ông với bà mừng quá trời mà coi tới tướng đi tướng đứng cách tôi như thế nào bị mười mấy hay chín năm mấy gần mười năm mà đâu có gặp. Tôi bán là tôi để cho bà là tôi đi nhưng mà chú thấy tôi không có làm ngựa nhưng tôi hứa bán cho bà mới cái giấy tờ ký bốn bên rồi mà ở đây bà xây sửa bà làm cỡ đó đó rồi cái bà mới kiếm tôi bà kêu tôi ký giấy mua bán lợi ký lợi bị bà làm mất rồi bà sao nó ngựa. Rồi tôi ký mua bán rồi tôi về đây rồi Hà nó mới kêu tôi dắt tới Kiểm Lâm chắc tới kiểm lâm ký cho nó mới 2 tháng nay ký bằng khoáng cho đó. Yeah, mà không không nói ngược phải tôi nói ngược tôi đòi lại cái nhà này kia là bác phải lo cho tôi đó. Nhưng mà mình tu rồi mình đâu có làm như đàn chú. Thấy bán xây như vậy cũng quậy lắm. Cô hai những cái sự việc ly kỳ này cô hai có dành lời khuyên nào cho bà con nên thức tỉnh quay đầu rằng mai sau cọp beo gắn gích này kia nó không có xâm phạm những người mà tu hành không hai?
Thì tôi cũng nhắn gửi với huynh đệ đồng đạo như nhì. Ngày xưa thì Phật có nói, thầy có nói, đường dài nhiều chỗ hố hoang, đề phòng thú dữ nó tan vật dè. Lời thầy dạy con nghe là đúng, những đời còn hữu dụng chi chi, đời nên đạo mở làm gì, đời không nguy biến đạo thời cứu ai. Đó, Mô Di Đà Phật. Thì bây giờ các huynh đệ là người tu là đi gặp gắn hùm beo, không có nói gì đâu, không có gì hết. Nhưng mà đâm sắc sanh hại vật đi kiếm đâm giết người ta thì người ta trả thù là gắn chịu à. Cái đó là tôi không có chấp chấp à. Rồi mấy đứa nít lại đây nó khóc la làng nó sớm, tôi nói con sợ quá, im đi bà tắt máy cho cha mẹ con tu. Ông có ăn ông hổ ăn bà trước là bỏ núi lâu rồi. Rồi cắt chùa cho chúng sanh còn lại. Nói vậy cái nó cười, cha mẹ nó cũng mừng á. Vậy là sợ. Bà con lên đây là bắt buộc phải nghe tiếng ông hổ trước đi, nặng cho thầy thức tỉnh đi ha. Đúng rồi. Đó, ở xong thì có ông Năm Chèo. Thấy không? Mình bắt trên mạng coi người ta đứa tu là đứng trên lưng ổng, không cởi mặt nước đi dài dài dài, thấy không? Cái dầm nao đó. Rồi bây giờ là cái trên này có ông hổ. Niệm cái núi này là có cửa đại chánh nè. Nhà bàn năm cửa mà. Đó, nhà bàn năm ngã nhưng mà cửa này cửa núi chánh. Cửa thất sơn màu nhiệm. Đó. Ông hổ này là ông đã quy y rồi hay nếu mà ông chưa quy y là đúng rồi đó. Mà mơ là nguy hiểm giống ha. Ừ. Thì không không quy y thì đệ tử vô đây cũng là bị nạn hoài luôn. Nhưng mà không có. Có cái chị đó đi phái đoàn không biết quê ở đâu mà hầu lên thì không có ghé giếng, mình bộ giàu khá rồi địa vị rồi sao á. Không có vô kính lễ ông. Đó đi chánh chặt cái giò bò xuống này. Năn nỉ đứa cô ơi, tôi nói thiệt với cô, cha tôi đó làm xác ông hổ. Nhưng mà tôi đi ngang đây tôi thiếu lễ độ, tôi không có trình. Bây giờ cái giò tôi đi hết nổi rồi, cô làm ơn cô cứu tôi. Cô buồn hết sức buồn đi. Lễ nghĩa chí tính mà bất lễ mà. Cha mẹ mình dắt ông hổ thôi, giờ thấy ông hổ ở đây mình vô mình trình rồi mình đi. Không có đợi cúng tiền cúng bạc gì đâu. Ông Phật nói ưu thiên trời Phật chẳng dùng tiền tìm kiếm con lành giải nghiệp duyên. Nhưng mà mình có lòng mình cúng 5-10 ngàn vô từ thiện đi. Cho ở đây người ta đóng góp cái đường xây sửa cho mình đi cho được phước đức. Chứ đâu có ai đòi hỏi bắt buộc mình đâu mà sợ. Coi như gấp vé dưới là phải nguyên tắc à. Đó, 30 ngàn người thì mình giúp cho cái đường đi người ta xây biết nhiêu công trận ha. Đó. Rồi cái tôi cô sửa cho bà, cô vuốt cô giái rồi, cô cũng ngủ cho bà rồi. Kêu bà nghỉ đây tiếng hồ đi. Tiếng hồ đi lên phai phai luôn hết trơn luôn. Thấy không? Bà nó bao hồn cô quá trời bà cho tiền cô không lấy. Vậy là cái lời khuyên dành cho bà con dầu do sang hèn hay bất cứ việc gì là phải lên đây trình với ông hổ trước. Dạ, phải hòa đồng đi. Mới thể có lên giết được trên ha. Ờ, trên là mình trần chư thần chư vị, sơn thần ông hổ ở đây. Rồi của quyền, dưới của quyền của mình. Đó. Tại vì mình bước lên đất này là của quyền mình có thiên nhiên núi mọc lên này, của quyền mình quá cố mới lên tu. Phải không? Cô nói ý nghĩa chú mấy chú nghe phải không? Rồi đó mình trình chư thần chư vị năm non bảy núi thất sơn màu nhiệm đi. Ông hằng hổ điện sơn thần núi ông két tự lệnh vũ sơn con tủ gì họ gì ngày mấy tháng mấy cầm ba cái hương thôi. Nhưng mà có người đi luôn không có cầm. Cho nên bà này đó bữa đó cô buồn cô muốn giấu, không có muốn ấy cho bà để cho bà tởn đi. Cái bắt đầu cô mới nói chị à, chị bắt lễ rồi nhưng mà chị đi ngang đây xác hổ mà cha mình rồi đó là xác hổ mà đi ngang hổ mà không trình thì chị bị vỡ bị phạt. Tôi xin cho chị lần này nghe chị về với nói đồng đạo bá tánh má gia cùng xóm làng bạn bè của chị phải đồ đi cũng phải nhớ cái chỗ này để vô mình kính ba cái nhang, một người đại diện cũng được lại bốn lại với ông bà mình vui đó, các chị vị ta vui rồi bá hết rồi bá giả từ cô bá đi bá muốn khóc luôn. Cho nên ở đây cô quý xác hổ về đây cô cô chụp về hết cho về hết. Vậy thì cảm ơn cô Hai vừa qua cũng đã chia sẻ đạo đức rất là hay. Vậy thì là cuối mong cô Hai là xác nhận rằng cái mỏ két nó đang quay thời kỳ nó đã tới bà đó, con tu gấp mới kịp không cô Hai. Dạ phải niệm Phật tu. Biết đâu chú đâm heo thuốc chó ăn cắp ăn trộm mua gian bán lận ăn gian người ta, nhưng ngày này chú thất tỉnh mà được chư thần chứng chú Phật đắc. Đó nhưng mà chú tu á, chú mặc áo Phật tha mà chú tu mà chú hút máu nhân dân, chú làm những điều không đúng thì chú không còn. Tôi nói thẳng ai buồn tôi chịu, nói vậy đó. Vậy là chớ tu công đức chớ tu tiền ha. Tu công đức chớ tu tiền. Đâu Phật giáo gì tiền phải ngửa nguyên đó. Thấy không? Con Hai để cái tấm bản đây là để vô cùng tâm đắc luôn đó con Hai. Tấm bản này Đức Thầy, chính Đức Thầy là đặt tựa. Rồi của Đức Thầy mà các vấn đề đồng đạo người ta gắn mà. Đặt tựa là một, cái bài này luôn đó con Hai. Một bản đó là 10 triệu đó. Một trong những cái gọi là những cái bài mà để cái tâm đắc. Thầy luận về cái việc tu hành luận của tất cả chúng sanh.
Yeah. Mà đa số là bây giờ là tu vì tiền chứ không phải tu vì công đức nữa cô hai. Đúng rồi đó. Yeah.